Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành năng lượng Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty khí Việt Nam trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, sẵn sàng các hoạt động xuất nhập khẩu LNG. Từ đây, kho cảng trung tâm LNG Thị Vải đã chính thức ghi danh trên bản đồ LNG thế giới. Và với PV Gas CNG, mắt xích quan trọng trong chuỗi phân phối LNG của PV Gas cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế tiên phong, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa nguồn năng lượng sạch, góp phần kiến tạo tương lai xanh. Trong dòng chảy lịch sử đó, những người làm công tác an toàn sản xuất như những chiến binh thầm lặng cùng góp sức bảo vệ và phát triển giá trị thương hiệu của BVGAT CNG trong ngành công nghiệp khí. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hành trình đầy tự hào của BVGAT CNG trong công tác an toàn sản xuất năm 2024 khi cùng đồng hành chuỗi cung ứng vận chuyển LNG từ Nam ra Bắc, nối tiếp hành trình xanh. PV Gas CNG, dấu ấn an toàn trong chuỗi kinh doanh LNG. Một ngày mới, khởi đầu mới, nhiệm vụ mới. Những chuyến xe bồn LNG đầu tiên do PV Gas CNG vận chuyển đã tiến vào trạm nạp LNG Thị Vải, thực thi nhiệm vụ tiếp nguồn nhiên liệu mới và bắt đầu hành trình vận chuyển LNG đến trạm cấp khí LNG Thuận Đạo Long An. Sau nhiều năm dày công nghiên cứu công nghệ, thị trường kinh doanh, đầu tư xây dựng mô hình cấp khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, tập thể PV Gas CNG đã chứng minh được vị thế, tiềm lực, năng lực đáng tin cậy của mình khi là doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy phép kinh doanh LNG và đồng thời là doanh nghiệp đầu tiên chính thức cấp LNG cho khách hàng công nghiệp tại Việt Nam. Những người làm công tác an toàn PV Gas CNG với nhiệm vụ thiết lập và kiểm soát an toàn trên toàn hành trình đã trải qua những thử thách chưa có tiền lệ với tâm thế chủ động hành động. Một không khí khẩn trương và tràn đầy cảm xúc. Và ngay lúc này khi xe bồn chở LNG đã tiến tới cao tốc Long Thành Dầu Giây, tôi sẽ di chuyển trước đến trạm Thuận Đạo Long An để ghi nhận và chia sẻ công tác an toàn tại đây đã được chuẩn bị và sẵn sàng tiếp nhận chuyến LNG đầu tiên như thế nào. Trạm LNG Thuận Đạo Long An là trạm cấp khí thiên nhiên hóa lỏng LNG đầu tiên tại Việt Nam với dung tích chứa 100 mét khối. Trạm do PV Gas CNG đầu tư xây dựng, chính thức khởi công từ tháng 10 năm 2022 và hoàn thành thi công lắp đặt vào tháng 4 năm 2023. Song hành với đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện đại đạt chuẩn quốc tế, công ty đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, khóa đào tạo về hệ thống chiết nạp, vận hành, phân phối LNG, các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án phòng cháy chữa cháy, xử lý sự cố, đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên, đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành, vận chuyển đủ năng lực vận hành chuỗi cung cấp khí LNG liên tục và an toàn cho khách hàng. Những chuyến xe bồn chở LNG đã an toàn tiến vào trạm tái hóa khí LNG Thuận Đạo Long An trong sự chờ đón của hàng trăm con người mang sắc áo vàng cam PV Gas. Ánh nắng rực lên những khát khao, khoảnh khắc lịch sử là đây. Chúng tôi BVGAT CNG đã rất mong chờ cái ngày hôm nay. Trong quá trình mà chuẩn bị cho cái ngày hôm nay thì chúng tôi đã ký kết các hợp đồng mua bán khí với khách hàng, chuẩn bị nhân sự. Thời gian tới thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa để đã đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ khí LNG của khách hàng trong tương lai. Bài toán cung cấp LNG đến các thị trường miền Bắc được PV Gas tiếp tục đặt ra. PV Gas CNG đứng trước thách thức rất lớn khi được giao nhiệm vụ từ 30 tháng 5 năm 2024 đến đầu tháng 9 năm 2024 phải hoàn thành cấp khí LNG tại miền Bắc. 3 tháng cho các công tác triển khai phương án kinh doanh vận chuyển LNG ra miền Bắc từ kho cảng Thị Vải, đòi hỏi sự phối hợp và nỗ lực rất lớn từ công tác kinh doanh đến hậu cần, từ mua sắm thiết bị đến xây dựng, chạy thử, vận hành trạm LNG tại miền Bắc. Và một nhiệm vụ mới với những người làm công tác an toàn sản xuất của PV Gas CNG, đó là đảm bảo an toàn trong chuỗi cung ứng logistics lần đầu tiên vận chuyển LNG từ miền Nam ra miền Bắc bằng hệ thống đường sắt kết hợp đường bộ. Sau công tác khảo sát an toàn kho bãi, đánh giá rủi ro các cung đường vận chuyển, đường bộ, đường sắt đến đi tại ga Trảng Bom, Đồng Nai, ga Đông Anh, Hà Nội, xây dựng các phương án điều độ vận chuyển, ứng cứu sự cố khẩn cấp, phối hợp thông tin, quản lý an toàn giữa các bên trong chuỗi vận chuyển LNG. Đầu tư xây dựng, lắp đặt, chạy thử trạm LNG miền Bắc. Xây dựng và đào tạo các tài liệu kiểm soát các hoạt động trong chuỗi cung ứng LNG cho các bên liên quan. Một ngày mới lại bắt đầu, tôi đã quay trở lại ga Trảng Bom, Đồng Nai. Không khí làm việc ở đây đang diễn ra khẩn trương và nhộn nhịp. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của công tác vận chuyển các ISO tank được nạp đầy từ kho cảng Thị Vải đưa đến ga. Hiện có rất nhiều các ISO tank đã được tập kết và hãy cùng tôi ghi nhận trọn một ngày tại đây. Các ISO tank được kết nạp LNG tại kho cảng LNG trung tâm Thị Vải đang được vận chuyển tới ga Trảng Bom, tập kết bằng cầu và được kiểm soát an toàn bằng các quy trình chặt chẽ. Nơi công trình Catalan Bắc Ninh lúc này, những cán bộ trẻ đầy bản lĩnh của PV Gas CNG vô cùng tự tin thực thi nhiệm vụ. Trực tiếp bám sát công trình, xa nhịp sống quen thuộc, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, tranh thủ từng giờ, đến bữa cơm cũng vội. Tất cả đều quên mình vì mục tiêu chung. Kể từ khi thủ tục pháp lý được hoàn thành thì em được cử ra chi nhánh miền Bắc để thực hiện công việc chính là giám sát các nhà thầu thực hiện công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị chính. Thách thức lớn nhất đó chính là việc vừa phải đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án cũng như phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định ra vào trong nhà máy. Ngoài ra còn một yếu tố nữa đó chính là về thời tiết. Thời tiết ở ngoài khu vực trạm rất là khắc nghiệt và thay đổi thất thường. Một số anh em là công nhân vận hành giàu kinh nghiệm của chi nhánh Phú Mỹ cũng là những người đầu tiên tham gia vận hành chạy thử trạm LNG Thuận Đạo Long An, cũng có mặt tại trạm Catalan Bắc Ninh để hỗ trợ chi nhánh miền Bắc lúc này. Thì tôi cũng rất là vinh hạnh khi được tin tưởng của lãnh đạo công ty cũng như chi nhánh với kinh nghiệm làm việc cũng như là tinh thần của một công nhân CNG, thì tôi sẽ cố gắng hết mình hỗ trợ cho anh em ở miền Bắc là chạy thử hệ thống này nó đảm bảo an toàn cũng như là nó suôn sẻ công việc. Từ văn phòng đến công trình ở hai miền Nam Bắc, ngày và đêm, dưới nắng gắt hay mưa dầm, luôn đều nhịp công tác, đảm bảo tiến độ. Đã hơn 10 giờ đêm, qua những ánh đèn chúng ta không nhìn thấy rõ được những tấm áo ướt mồ hôi. Nhưng nếu có mặt tại đây, chúng ta có thể cảm nhận được rất rõ sự vất vả, trách nhiệm và tinh thần làm việc tuyệt vời của các anh em trực tiếp sản xuất ngay lúc này, làm tôi nhớ đến hình ảnh của những người chiến binh. Chiến binh không phải là người luôn chiến thắng, nhưng chắc chắn là người luôn chiến đấu. Ngày 6 tháng 9 năm 2024, tại ga tàu lửa Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, lễ khởi hành chuyến tàu chở những tấn LNG đầu tiên từ Nam ra Bắc đang diễn ra. Một chương mới tràn đầy hứa hẹn của ngành vận tải đường sắt và công nghiệp khí đang mở ra. Và ngay lúc này, trong không khí phấn khởi, xúc động của lễ khởi hành, chuyến tàu vận chuyển LNG từ Nam ra Bắc, đội ngũ các cán bộ kỹ thuật an toàn của công ty đường sắt và BVGAT CNG đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Đó là đồng hành và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến tàu LNG mang số hiệu ASI-22. Vậy cảm xúc của hai anh lúc này như thế nào ạ? Vào thời điểm hiện tại thì bản thân tôi thấy rất là vinh dự và tự hào khi được lãnh đạo công ty tin tưởng giao cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này với kế hoạch rất là cụ thể. Thế thì tổ giám sát sẽ cố gắng hết mình để đưa cái chuyến tàu LNG ra cái thị trường miền Bắc một cách an toàn và thành công. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho chuyến đi đặc biệt và lịch sử này. Và anh em chúng tôi cố gắng quyết tâm vạch. Rất sẵn sàng. Chuyến LNG đầu tiên được vận chuyển từ Nam ra Bắc bằng phương tiện tàu hỏa đã khởi hành, mang theo nguồn năng lượng xanh trên hành trình xuyên Việt. Các ISO tank đã bắt đầu sứ mệnh kết nối LNG toàn quốc. Các cán bộ an toàn kỹ thuật PVGAT CNG mang theo trí tuệ, quyết tâm, nỗ lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm của tập thể PVGAT và PVGAT CNG tham gia vào hành trình. . 72 giờ trên khoang tàu kỹ thuật áp tải không máy lạnh, vượt qua gần 2.000 km đường sắt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Sức nóng, sự thiếu thốn tiện nghi và những thay đổi sinh hoạt trên tàu là một thử thách. Cùng với đó là tin siêu bão Yagi đang đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ đang được cập nhật liên tục. Từ Vũng Tàu, Phú Mỹ, Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, tập thể PVGAT CNG như hòa cùng một nhịp đập, hướng về hành trình của chuyến tàu LNG lịch sử. Chuyến tàu LNG mang số hiệu ASI-22 đã đến ga Đông Anh, Hà Nội an toàn, đúng tiến độ. ISO tank LNG tiếp tục được vận chuyển bằng xe bồn đến nhà máy sản xuất gạch Catalan, tỉnh Bắc Ninh. Đây là trạm LNG Catalan, Bắc Ninh, điểm cuối của hành trình đưa LNG ra Bắc. Khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2024, đến nay, PVGAT CNG đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống cơ sở hạ tầng LNG với tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống kiểm soát an toàn tiên tiến nhất tại đây. Đội ngũ phụ trách công tác vận chuyển điều độ LNG của chi nhánh miền Bắc PVGAT CNG cũng đã có những trải nghiệm đầu tiên đầy ý nghĩa. Để ứng phó với cái tình trạng cây xanh đổ và mưa ngập nhiều tại các tuyến đường sau cơn bão Yagi tại Hà Nội, thì anh em chi nhánh miền Bắc là chúng tôi là phải cập nhật thường xuyên các cái thông tin về giao thông để từ đó lựa chọn ra các cái cung đường đảm bảo an toàn và tối ưu trong cái quá trình vận chuyển khí LNG đến khách hàng Catalan. Ngày 11 tháng 9 năm 2024, PVGAT CNG chính thức gas in thành công, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững hoạt động cung ứng năng lượng sau siêu bão Yagi, hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty Giao, thực hiện lời cam kết với khách hàng. Với một cái cơn bão mạnh như vậy và được dự báo là cấp thảm họa như vậy thì cũng là một cái thử thách về tinh thần. Chúng tôi luôn được cập nhật cái thông tin từng giờ một, tàu chạy tới ga nào, thời gian ra làm sao, có an toàn hay không. Và tôi thở phào nhẹ nhõm, tàu đã tới nơi và cái việc vận chuyển của mình đã thành công. Dấu mốc chính thức cấp LNG cho khách hàng công nghiệp cũng đã củng cố vị thế tiên phong của PV Gas CNG trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của PV Gas CNG trong việc thực hiện các chủ trương chiến lược của Tổng Công ty Khí Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Hãy biết ơn chặng đường dài và đầy thử thách, bởi đó là lúc ta tôi luyện để trưởng thành, bước đi cùng những người chung chí hướng và biến khát vọng thành hiện thực. Đội ngũ sản xuất kỹ thuật an toàn của PV Gas CNG mang tinh thần của những chiến binh xanh, sẵn sàng thích ứng, sẵn sàng chinh phục, đã chứng minh mỗi thử thách sẽ chỉ như bệ phóng để cùng PV Gas CNG lan tỏa sứ mệnh kiến tạo tương lai xanh.